Rồi, hello xin chào mọi người ha Trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án Step Hero Thì đây là một dự án mà nếu bạn nào các bạn đã follow theo trên channel của Dân Chơi Coi Thì các bạn cũng không có xa lạ gì ha Tại vì mình đã có làm vài video để cập nhật cho các bạn những cái thông tin về dự án này Thì trong video hôm nay á, mình sẽ tóm tắt là cho tất cả các bạn có thể follow được á là trong vòng một tháng qua kể từ ngày mà Step Hero chính thức listing ở trên Benkei Swap ha chính thức ra mắt token cũng như là ra mắt thêm những cái tính năng của họ thì họ đã làm thêm được những gì thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rồi phần đầu tiên á cũng là phần mà rất là quan trọng mà mình muốn các bạn để ý đó là việc Step Hero họ sẽ cho ra mắt thêm một token nữa bên cạnh token Hero mà các bạn đã biết ha. Thì đó chính là token Step. Thì ở đây team của mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn một cái bảng để so sánh cho mọi người sự khác nhau giữa token Step sắp sửa được ra mắt và token Hero đã được ra mắt uh, trong thời gian trước đó, nó sẽ khác nhau như thế nào và mình cũng sẽ so sánh thêm cho các bạn là những NFT ha, những um, nhân vật ở trong uh, Step Hero thì nó sẽ được dùng làm gì? Thì đây là một cái bảng mà các bạn có thể follow theo. Thì trước hết á thì mình muốn uh, cho các bạn thông tin đó là cái token Step này sẽ được ra mắt ở trên uh, Benkei Swap vào lúc 21:30 theo giờ Việt Nam ha ngày 22 tháng 9 tức là tối nay ở trong thời điểm mình quay video này luôn thì giá khởi điểm của step sẽ được bán với giá là 0,05 đô và sẽ được bán với lại cặp giao dịch là BNB với lại step cho nên bạn nào mà quan tâm tới việc là mua token step thì bạn có thể lên trên bank swap canh thời gian vào tối nay lúc 9h30 và contract chính thức của step thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả video này để cho các bạn có thể follow được hoặc là nếu mà bạn nào uh, follow uh, muốn follow kỹ uh, thì các bạn có thể lên trên những cái kênh channel của step hero thì ở đây chúng ta có những cái kênh channel trên telegram hay là trên uh, twitter để có thể cập nhật thêm thông tin ha rồi thì bây giờ quay trở lại với việc uh, là so sánh sự khác nhau giữa token step với lại token hero thì bây giờ mình muốn uh, đi tới token hero trước là token mà chúng ta đã quen thuộc phần lớn rồi ha thì uh, đối với lại hero á uh, ứng dụng của hero sau khi mà step hero ra mắt game cũng như là để phát triển trên đường dài sau này thì nó sẽ có những ứng dụng sau đây thứ nhất á, là bạn có thể dùng hero để farm ha bạn có thể farm hero để có được nft thì mình đã có làm một video hướng dẫn các bạn cách để farm hero để có được nft rồi thì đây là video này ha các bạn có thể lên trên rồi. kênh youtube của dân chơi coi ha các bạn xem lại video này thì video này hướng dẫn cho mọi người á, là chúng ta có thể stack hero ở trong chính website của step hero rồi các bạn có thể farm ra được nft rồi cái ứng dụng thứ hai là các bạn có thể dùng hero để mua những cái rương bí ẩn thì những cái rương bí ẩn này á, các bạn có thể mua nó và dùng nó để mở ra được những nhân vật NFT ở trong Step Hero và nếu mà may mắn thì đôi khi các bạn sẽ mở được những nhân vật uh, xịn sò và chúng ta sẽ có thể bán được hoặc là dùng để chơi game và kiếm được nhiều tiền ha. Rồi, uh, Hero có thể được dùng để các bạn triệu uh, hồi thêm những nhân vật mới, nâng cấp những nhân vật lên. Đồng thời là chúng ta có thể nâng cấp uh, những cái star Rank ha ở trong game của chúng ta thì đó là những cái tính năng của token hero còn đối với lại token step á, thì uh, nó sẽ được dùng thứ nhất là có thể dùng để triệu hồi những cái nhân vật mới thì cũng tương tự như là uh, trong hero ha cái thứ hai á, là nó có thể được sử dụng để giao dịch trong game có thể gọi là đây là một in-game currency, tức là một đồng tiền mà các bạn có thể sử dụng nó trong suốt quá trình mà các bạn chơi game ha. Rồi, uh, token Step cũng được dùng để trả thưởng trong game. Tức là nếu như mà chúng ta chơi game và chúng ta giành chiến thắng, thì phần thưởng chúng ta nhận về, đó chính là token Step. Rồi, tiếp theo là nó sẽ có tính năng trao thưởng cho tính năng bao Bounty Hunting. Và cuối cùng là Step cũng có thể dùng để nâng cấp Star Rank ở trong game thì đó là một số sự khác biệt giữa token step với lại hero dành cho các bạn nắm ha rồi với hero thì bây giờ chúng ta có thể mua được ở trên banking swap như bình thường ha hoặc là các bạn có thể mua hero được ở trên sàn max global ha đã có list hero cũng như là sàn bitmart ha thì đây là một sàn của Hàn Quốc và Step Hero họ đã list ở trên hai sàn này rồi cho nên bạn nào mà không có quen thao tác mua ở trên Bank Swap thì các bạn có thể lên trực tiếp sàn các bạn mua ha rồi còn thêm một hai cách khác để các bạn nhận được Hero đó là các bạn tham gia vào cái syrup pool ở trên Bank Swap ha chúng ta tham gia vào đó stack K để nhận được Hero thì ở đây mình cũng đã có một video À, mình có một video hướng dẫn các bạn là stack hay để uh, kiếm được hero thì các bạn có thể vào đây các bạn xem lại video này ha rồi ngoài ra thì bạn cũng có thể tham gia farm cặp là hero bnb trên uh, Kyber network thì đó là những cách mà bạn có thể uh, mua hoặc là kiếm được hero rồi uh, làm sao mà chúng ta có thể kiếm được token uh, step thì um, thứ nhất là step tối nay sẽ được list pancake swap nè thứ hai á, là bạn có thể stack những cái nft của bạn sở hữu ở trong tính năng bounty hunting của Step Hero khi họ ra mắt ha và khi đó thì chúng ta sẽ nhận được token Step rồi tiếp theo là như mình nói ha nó là được dùng để làm token trả thưởng trong game cho nên khi mà bạn chơi game bạn chiến thắng những cái thể loại PVP tức là thi đấu giữa người chơi với người chơi hoặc là PVE tức là thi đấu giữa chúng ta với lại môi trường ở trong game thì chúng ta thắng thì chúng ta cũng sẽ được trả thưởng bằng token Step rồi, khi mà bạn hoàn thành những nhiệm vụ trong game thì cũng sẽ được trả thưởng bằng Token Step Rồi ok, thì đó chính là về Token Step và Token Hero Còn bây giờ, đối với những NFT mà các bạn sở hữu trong Step Hero thì như thế nào? Thì NFT là những cái này ha, đó Tất cả những cái thẻ ở đây chúng ta thấy hoặc là trong play nè Thì tất cả những cái thẻ bài những nhân vật này đều là NFT hết và những cái NFT này á bạn có thể ứng dụng nó bằng cách là có thể giao dịch trên Play có nghĩa là chúng ta sẽ lên đây chúng ta mua bán ha ở trên Play và các bạn thấy là hiện tại là Play cũng đã hoạt động rất là ổn định rồi và có thể mua bán thoải mái trên đây rồi rồi NFT thì dĩ nhiên chúng ta sẽ được dùng để chúng ta chơi game ha rồi tiếp theo chúng ta có thể triệu hồi nhân vật mới và cuối cùng á là chúng ta có thể tham gia bounty hunting để kiếm về token STEP rồi, ở dưới đây thì làm sao mà chúng ta có thể mua được NFT thì đơn giản thôi. Mua NFT thì các bạn lên trên marketplace các bạn mua ha. Ở đây thì bạn thích NFT nào thì bạn lên marketplace, bạn kết nối ví của chúng ta vào đây. Rồi các bạn nhấp vào. Mỗi NFT thì nó sẽ có giá nè các bạn thấy ví dụ như là à, con voi mammoth này đi thì nó có giá là 1,23 BNB ứng với lại tỷ giá hiện tại là 443 đô thì tầm uh, 10 triệu ha thì bạn có thể uh, mua bằng ví MetaMask thì mua xong thì nó sẽ hiện trong ví các bạn luôn. Đó nên cũng đơn giản thôi. Rồi, uh, như mình có nói ha là step uh, khi bạn stake Hero ở trong uh, pool của uh, step Hero thì bạn cũng có thể nhận được uh, NFT này hoặc là chúng ta có thể dùng uh, Hero chúng ta mua những cái rương và chúng ta mở ra NFT. Rồi, thì đó chính là thông tin mà mình muốn tổng hợp cho các bạn về token step Hero với lại token step, token Hero và những NFT ở trong step Hero ha. Rồi khi mà mình đề cập tới vấn đề là bạn có thể kiếm được những cái NFT bằng cách là bỏ Hero vào đây chúng ta farm á thì các bạn lưu ý ha là mỗi một Hero các bạn bỏ vô đem đi farm thì bạn sẽ kiếm được một poi một điểm mỗi ngày ha đó nó có số poi ở đây nè và giới hạn kiếm poi mỗi ngày dành cho một ví là năm ngàn poi tức là bạn sẽ kiếm được max năm ngàn cho mỗi một lần Mỗi một ngày các bạn farm cho một phí Nếu mà bạn muốn farm nhiều poi nữa Thì bạn cần phải chia tiền chúng ta ra Làm nhiều ví khác nhau Để các bạn farm ha Tại vì mỗi ví là giới hạn Chỉ có 5.000 poi mỗi ngày thôi rồi, à, nãy mình cũng có đề cập tới vấn đề về à, mua rương để nhận được NFT ha Thì cái phần rương này mình cũng đã có một video giới thiệu với các bạn rồi Đó chính là video này Đó là chúng ta sẽ à, có thể mua được những cái rương này và mở ra ha, những à, nhân vật NFT Và hiện tại thì Step Hero họ đã bán được tổng cộng là tầm là 8 rưỡi cái rương trên 12.000 rương thì là một con số rất là ấn tượng ha thì bạn có thể vào đây các bạn mua rương giá hiện tại là 98 hero bạn vào bạn kết nối ví rồi mua cũng bình thường thôi thì nếu như mà các bạn có nhân phẩm tốt á, các bạn mở ra thì biết đâu là sẽ nhận được những NFT thuộc dạng là hiếm ha Thì bạn sẽ sở hữu nó rất là giá trị và bạn có thể dùng để chơi game hoặc là dùng để bán ở trên Marketplace ở đây á thì đây là cái con số mà hiện tại cái đợt bán này còn theo như thông tin mình tổng hợp được á thì tổng cái giá trị rương đã được bán là 16.000 rương ha mọi người, cái này là 8.434 là cái đợt tiếp theo thôi còn đợt trước nữa thì tổng cái giá trị bán hiện tại là tầm 16.000 rương một con số cũng rất là ấn tượng về game này ha. Để chứng tỏ là các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều người đang âm thầm ha họ mua rương cũng như là họ à, âm thầm siêu tập những cái nhân vật ở trong uh, hero này ha họ siêu tập những nhân vật này để khi mà game ra mắt thì họ bắt đầu sẵn sàng vào chơi chiến để uh, kiếm tiền và khi mà mọi người đã FOMO vào chơi rất là nhiều rồi thì những NFT mà họ sở hữu thì chắc chắn nó sẽ có giá trị rất là cao sau này ha rồi rồi về cái marketplace thì như mình cũng có nói thì marketplace cũng đã hoạt động rất là ổn định rồi Những nhân vật được list trên đây và các bạn có thể vào đây các bạn mua một cách thoải mái rồi ha Thì theo những thông tin mà team của mình cập nhật được á thì tính tới ngày 15 tháng 9 ha thì tổng khối lượng giao dịch đã đạt hơn 2.100 BNB thì nếu mà tính ra giá trị USD thì tầm là hơn 800.000 USD thì một con số rất là ấn tượng về cái khối lượng giao dịch trong marketplace này. Thì mình nghĩ thời gian sắp tới khi mà game ra mắt thì hoạt động ở trên marketplace nó sẽ còn sôi nổi hơn nữa ha. Đây có những NFT rất là xịn nè, à. các bạn thấy là con này uh, King Aether đang được bán với giá là uh, gần 9k ha. và có một cái lưu ý cho mọi người á là hiện tại bên phía Step Hero á, họ đang sử dụng cái đơn vị là BNB cho chợ NFT này, tức là chúng ta sẽ mua bán bằng BNB. Thì um, lý do được đưa ra là bởi vì cái giá trị của BNB á nó mang tính ổn định hơn giá trị Hero ở thời điểm hiện tại và um, họ sẽ sử dụng BNB ít nhất cho đến khi là game ra mắt ha thì uh, điều này nó sẽ có khả năng là khi mà giá hero đã bắt đầu ổn định hơn á thì uh, chúng ta có thể uh, trade mua bán nft bằng hero ở trên marketplace ha rồi tiếp theo thì mình sẽ nói về phần uh, marketing cũng như là hoạt động uh, kết nối partnership của bên uh, team step hero thì uh, mình để ý á, là team của bên này họ đã có rất là nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra sau khi mà họ đã uh, list token ở trên pancake uh, swap ha thì cái việc mà họ hoạt động sôi nổi như thế này nó sẽ giúp cho uh, chúng ta những người mà đầu tư vào trong uh, dự án này á, cảm thấy là có sự yên tâm và tin tưởng dự án hơn thì các bạn thấy là team của uh, bên step hero họ đã tham gia vào uh, chương trình ham the most valuable builder của chính Binance tổ chức và đây là chương trình đợt 3 thì uh, mình nghĩ là nếu mà họ làm tốt á, thì họ rất có thể là sẽ uh, được chọn làm uh, monthly project tức là được chọn làm những cái project thắng cuộc ở trong cái đợt này cho chương trình này ha và khi mà thắng cuộc thì đương nhiên là họ sẽ nhận được uh, rất là nhiều những cái benefit được hỗ trợ từ uh, bên phía uh, team của Binance Smart Chain Rồi về việc partner thì sau khi mà họ listing thì họ đã có thêm partner với lại những VC ha, những quỹ mà tầm cỡ như là AO21 Capital nè, thì các bạn nào mà đầu tư crypto nhiều các bạn cũng biết quỹ AO21 Capital là một quỹ rất là lớn và uy tín ở trong giới crypto ha, hoặc là quỹ Blockstream Ventures của OKX thì cũng hợp tác và support cho step hero thì mình nghĩ nếu như mà quỹ này hợp tác rồi và team làm tốt thì mình hy vọng là trong thời gian tới có thể là được list trên okx cái này thì mình không chắc chắn nhưng mà mình hy vọng là vậy thôi tại vì quỹ thì họ cũng hoạt động độc lập ha phải dự án thật là tốt và chất lượng thì bắt đầu mới cho list sàn được cho nên chúng ta cũng hy vọng là team step hero họ sẽ làm tốt được dự án và có thể list thêm được những sàn lớn hơn trong tương lai sau này và mình cũng thấy là Team Step Hero họ cũng đã rất là tích cực Tạo ra những cái campaign, những chiến dịch airdrop Rồi những cái chiến dịch quiz Để dành cho cộng đồng tham gia chơi Và nhận được phần thưởng từ bên phía bên họ Nói chung là hoạt động cũng rất là sôi nổi Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần gameplay Một cái phần các bạn rất là mong chờ Về game Step Hero này Thì khi mà ra game thì sẽ chơi như thế nào Thì bây giờ mình muốn các bạn xem một cái video này để các bạn nắm hơn ha đó thì um, mình để nhanh video như vậy thôi thì các bạn nào quan tâm thì các bạn có thể lên trên channel step hero các bạn xem thì uh, đó là chúng ta có thể tưởng tượng được khi mà game ra mắt thì sẽ chơi như vậy và cái um, gameplay nó sẽ có thể như thế này tức là chúng ta sẽ uh, có được ba phần thưởng ở trong game thứ nhất là phần điểm kinh nghiệm nè thứ hai là step token và thứ ba là những uh, rương trang bị ha thì uh, đội của chúng ta hoặc là đội của đối thủ chúng ta sẽ chiến đấu với nhau cho tới khi một bên thua. Và chúng ta sẽ không có giới hạn lượt đi và thời gian ha, bên nào thua thì bên đó sẽ bên nào sẽ chơi cho tới khi nào mà có bên thua thì thôi. Và sẽ có những hero mà sẽ có những cái skill buff để giúp tăng cho chỉ số của đồng đội, ví dụ như là các chỉ số về sức mạnh rồi tốc độ, rồi sát thương, đó vân vân. Rồi ngược lại thì cũng sẽ có những cái skill debuff để giảm tốc độ tấn công rồi sức mạnh xét thương hoặc là vô hiệu hóa những cái kỹ năng những cái skill của bên đối thủ thì đó là những cái skill mà các bạn có thể kiếm được từ những nhân vật ở trong step hero và đương nhiên thì mỗi game thì nó sẽ có những cái công thức tính toán riêng và những cái chiến thuật riêng mà chỉ có các bạn khi mà các bạn vào chơi thì các bạn mới khám phá được thôi thì bây giờ chúng ta thời điểm này thì chúng ta chỉ đợi cho khi mà team Step Hero họ hoàn thiện dần rồi và họ cho mắt cho ra mắt cái phần gameplay cũng như là về phần hướng dẫn chơi thì chúng ta sẽ nắm được hơn ha rồi phần tiếp theo nữa chúng ta sẽ nói nhanh qua về cái giá token của Hero thì giá token Hero các bạn thấy là từ thời điểm listing tới bây giờ thì đã có nhiều lần là dự án muốn bước lên nè ha Các bạn thấy là cái ngày đầu tiên listing Và sau đó thì bắt đầu dự án bước lên rất là mạnh ha Có lúc thì thời điểm lên gần 4 đô luôn Và thêm một lần nữa Cũng muốn bước lên gần 3 đô luôn Thì um, hiện tại thì giá đang uh, giảm một chút Về uh, tầm là khoảng 1.1, uh, uh, 1.2 uh, Thì cái lý do mà... Uh, dẫn tới việc giảm này thì mình nghĩ là do cái thị trường chung ha, cái hiện tại thì các bạn cũng biết là thị trường market đang có xu hướng là giảm khá là mạnh cho nên nó cũng làm ảnh hưởng tới hầu hết tất cả các dự án thì đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cho token Hero giảm. Tuy nhiên thì các bạn thấy là có dấu hiệu bất lên tức là cộng đồng ha vẫn đang có dấu hiệu là hôn và chữ token này cũng như là nó sẽ có một cái độ hot nhất định và khi mà được ra mắt game thì mình nghĩ là có thêm những cái chất xúc tác khác thì dự án sẽ token sẽ đi lên ha rồi phần cuối cùng của video hôm nay thì mình muốn nhắc cho các bạn về cái phần listing của token step ở trong step hero ha và họ sẽ list token step vào lúc 9h30 ngày 22 tháng 9 ha bạn nào mà muốn mua thì các bạn có thể lên trên bên cây các bạn mua rồi thời gian sắp tới thì bên step hero họ sẽ cho ra mắt tính năng bounty hunting dự kiến là vào 21 giờ ngày 23 tháng 9 ha thì cái tính năng này nó sẽ cho phép các bạn stack NFT để kiếm được step. Rồi, à, cuối cùng á là họ sẽ ra mắt cái tính năng triệu hồi thì dự kiến là sẽ vào tầm cuối tháng 9 là đâu đấy tầm 29 tháng 9 thì à, chúng ta sẽ có một cái công thức. Mình à, sẽ mô tả nó là sẽ có hai NFT cộng với lại lượng step cộng với lại lượng hero thì sẽ tạo được một cái NFT mới mạnh hơn thì đây chính là cái công thức mà các bạn có thể dùng nó để ép ha. mình có thể dùng thực sự là ép ra được một uh, hero mạnh hơn mà chúng ta có thể dùng để chơi game ha rồi uh, thì các bạn có thể thấy á, là về game á, thì chúng ta nên kỳ vọng một sản phẩm mà nó có sự đầu tư về mặt hình ảnh cũng như là nội dung về đồ họa các thứ và nó có độ sâu đặc biệt á, là nó sẽ có một cái sự uh, tính toán tài chính kỹ càng để giúp các loại tài sản trong game như là Token Hero, Token Step và những NFT tăng giá cho nên các bạn đừng nên là quá vội vã ha chúng ta có thể thấy những game sơ xài thì nó sẽ không thể tồn tại được lâu còn game nào mà thực sự đầu tư thì chắc chắn sẽ đi đường dài được vì vậy nếu mà các bạn là những người holder thì mình nghĩ là điều tốt nhất các bạn có thể làm như lúc này đó, đó chính là tiếp tục hold và chúng ta ủng hộ những gì mà đội ngũ Step Hero đã và đang làm ha và chúng ta có thể tham gia những cái event hoặc là tham gia vào những lần mà họ ra mắt những cái tính năng mới có thể test và có thể feedback ở trên channel của họ để cùng đóng góp làm cho dự án phát triển hơn thì đó chính là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với mọi người về dự án step hero trong video này ha chào tạm biệt mọi người hẹn gặp lại mọi người những video sau